các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Mina Trăng tên thật là Nguyễn Nga sinh năm 1998. Xuất phát điểm là học viên của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Khoa Thanh Nhạc, Mina Trăng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với hình ảnh cô nàng, hot girl quân nhân, trong những lần biểu diễn nghệ thuật cho trường. Hiện tại cô là một streamer vô cùng nổi tiếng thuộc Sơ Hình ảnh của Mina lúc nào cũng đốn tim người xem, với những biểu cảm dễ thương cùng với thân hình xinh xắn người ta đã quá quen với hình ảnh Mina răng diện váy dài hay những bộ đồ, cu tơ hộp me, tuy nhiên khi diện lên mình những bộ đồ ít vải một chút thì nữ streamer cũng không mất đi sức hút. Mới đây trên fanpage của Mina răng, hình ảnh cô mặc áo lưới khoe dáng tại bãi biển đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Thân hình bốc lửa cùng với dòng cáp sần thả thính tung tóe, Mina răng đang làm cộng đồng trao đảo. Minh Nhi cũng không cưỡng lại được Mina Trăng nữa là các anh em phái mạnh trung số phận, mai đô cũng giống minh nghi bị mina quyến rũ. ở dưới phần bình luận, hàng loạt mọi người từ gái đến trai thi nhau nhận mina răng làm vợ. yêu gì tầm này? đáng yêu không nói nên lời luôn em tôi ơi. làm vợ em luôn nhé chị ơi, bỏ qua bước yêu đi. cô ơi đừng làm thế em thích lắm. ảnh internet